Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, theo thông lệ, quý vị biết là cái ngày bất đê của Đức Phật là ngày đúng chính xác là ngày mấy? Để sư cô giải thích cho quý vị nên nhớ, trong Phật giáo mình
Hiện tại bây giờ có ba pháp môn mà thịnh hành nhất. Một, ở Việt Nam là gì? Tịnh độ tông. Hai là thiền tông. Ba là gì? Mật tông. Nhớ nha, ba cái phái mà để cho Phật tử tùy theo cái căn cơ của mình. Dạ tỷ, mình thích đi Như Lai Hiền Tự, mình thích đi chùa Linh Bủ là cái duyên của mình. Nhưng mà mình thích pháp môn nào mình phải chọn. Giống như Phật tử thích ở bên chùa thì niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái chữ chùa đó là quý vị thấy là tụng kinh như vậy, sám hồng danh nè, rồi tụng Di Đà, tụng Phổ Môn, tụng Pháp Hoa, tụng Lăng Nghiêm là bên chùa tịnh độ. Nhớ nha, chữ chùa là quý vị biết là tịnh độ tông, hiểu chưa? Rồi bên thiền viện, tại sao là gọi là ở đây thiền viện thì quý vị biết là sư ông là thiền sư Thích Thanh Từ ở Việt Nam, có những vị Phật tử không có biết, cho nên sư ông bây giờ hiện tại ở Việt Nam người ta gọi sư ông là một vị Phật sống. Tại vì sư ông xuất thân từ một cái gia đình nghèo, mà khi mà sư ông đi tu rồi, sư ông đi các nước, đi qua Nhật, đi qua Trung Quốc, đi tất cả các nơi, thì sư ông thấy mỗi chỗ đều có một cái đặc thù riêng của cái Phật giáo đó. Thì các vị sư mà nổi tiếng cũng đi qua Việt Nam mình để nghiên cứu luôn. Thì khi mà ngồi nghiên cứu thì ngồi lại với nhau, thì các vị tôn sư đó đi qua Trung Quốc có một cái đặc thù của Trung Quốc về Phật giáo, giống như một cái tiệm nail có một cái bảng hiệu riêng vậy đó, quý vị hiểu không? Và qua bên Nhật có đặc thù của Phật giáo riêng. Mà về Việt Nam thì quý vị biết lấy toàn bộ kinh sách ở Trung Quốc không? Cái vị ân sư đó mới ngồi nói chuyện với Hòa Thượng Trúc Lâm, nói tại sao Phật giáo Việt Nam của Phật giáo của Việt Nam tất cả những kinh tạng từ ở Trung Quốc mà không tự mình làm ra một cái gì đặc thù của Việt Nam. Lúc đó là quý vị biết trong lòng của sơn Trúc Lâm là thiền sư Thích Thanh Từ đó, quý vị biết là sơn có một cái sự mặc cảm rất là lớn. Một câu niệm Phật, tất cả kinh quý vị thấy là Bát Nhã Ma Ha, Bát Nhã Ma Ha là tiếng của Trung Quốc luôn. Ma Ha có nghĩa là lớn, Bát Nhã là trí tuệ. Mà mình tất cả mình đọc kinh của Trung Quốc mình không có hiểu cái nghĩa nó là gì hết. Chính vì vậy mà cái sự mà cáo trào, cái sự mà nổi niềm mà rất là mong muốn, chính vì vậy mà sư ông đi tìm một vị thầy để dạy thiền. Quý vị biết là đi tất cả các nơi không có ai dạy thiền hết, chỉ niệm Phật thôi. Tất cả các vị mà tôn túc tôn sư hồi xưa, các vị thầy cao tăng cũng là tu tịnh độ tông, không có ai dạy thiền tông hết. Mà Phật giáo mình trong thời đại đời Trần đời Lý, quý vị biết là Phật giáo lưng thịnh, đúng không? Đời Trần phải nói là một cái lịch sử mà ông vua Trần đi tu ngộ đạo gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và quý vị thấy là một ông vua mà ông bỏ tất cả ngai vàng của ông để ông đi tu, cuối cùng ông hiệu gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chính vì vậy mà sư ông muốn khơi lại cái nguồn thiền từ thiền phái Trúc Lâm Yên Tự của vua Trần Nhân Tông. Quý vị tự thấy từ đó sư ông đi tìm thầy, không có một vị nào dạy thiền hết. Thì quý vị biết cái bộ kinh Lăng Nghiêm ở trong đạo Phật mình rất là khó dạy, khó hiểu, các thầy dạy không có hiểu nổi luôn.
Thì quý vị biết khi mà sư ông lập cái quyển Kinh Lăng Nghiêm ra thì sư ông chỉ biết là hiểu được chút xíu trong đó thôi, không hiểu được toàn được bộ kinh. Và cuối cùng sư ông gấp cái quyển kinh lại và sư ông phát thủy. Quý vị biết trở về chân không ngay chỗ Bà Rịa Vũng Tàu, ngay chỗ một cái thiền viện chân không là cái ngôi thiền viện đầu tiên. Sư ông lập một cái chòi lá ở trên đó. Và cuối cùng quý vị biết sư ông phát nguyện: nếu con đủ duyên lành, thực sự mà đủ duyên với thiền tâm, cho con phát nguyện nhập thất bao nhiêu năm cũng được, nhưng mà khi con sáng đạo thì con đi ra ngoài để con dạy cho tất cả những người tu bên thiền tâm. Lúc đó quý vị biết là sư ông lặng lẽ vô trong thất, đóng cửa thất và có người hộ thất cho sư ông. Và trong vòng chỉ 1-2 năm thôi, bắt đầu những cái sư ông lúc đó là đi học, là cái trí tuệ thầy giáo dạy nó chỉ có chút xíu, nhưng mà khi tâm mình nó thanh tịnh rồi thì cái trí tuệ không cần thầy, quý vị biết nó sáng tỏ hết luôn. Khi tâm thanh tịnh, những cái bộ kinh mà sư ông không hiểu lập ra sáng như ban ngày, hiểu hết luôn. Cho nên quý vị biết tại sao Đức Phật của mình ngồi thiền 49 ngày, ngày cuối cùng thì Ngài chứng được quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài thấy được cái tích mệnh của mình quá khứ, hiện tại và vị lai luôn. Thì sư ông là một cái người rất là bình dân, bình thường thôi mà phát nguyện. Khi đó là sư ông thấy là đầy đủ nhân duyên rồi. Và cuối cùng sư ông mới phát nguyện ra thất để độ sanh. Là từ đó thiền viện của chân không là cái một cái nôi, một cái chỗ đầu tiên mà cái nguồn thiền nó dâng trào, nó có sức sống từ nơi thiền viện chân không. Và từ thiền viện chân không mới trở về thiền viện Thường Chiếu. Rồi trở về thiền viện Thường Chiếu 50 mẫu, người ta cũng có 50 mẫu đó, mà quý vị biết có mấy thầy không? Trong đó là quý thầy nhìn cái mảnh đất hoang mà võ tranh nó nhìn thấy là sợ rồi, nhưng mà quyết tâm theo sư ông. Cuối cùng từ từ rồi cho tới ngày hôm nay, từ đất nước Việt Nam cho đến qua bên Mỹ là không biết là mấy trăm ngôi thiền viện. Quý vị biết là một cái thiền viện ở Việt Nam ít nhất là phải mấy trăm tỷ. Phải nói là rất là đẹp, đẹp từng cái hồn, từng cái kiển mà nó mang cái sức sống thiền nằm ở trong đó. Quý vị biết là khi quý Phật tử mình tới một ngôi chùa nào hay một cái thiền viện nào mà mình bước chân vô mình thấy cái sự an lạc, là cái chỗ đó có một cái lực tu rất là lớn. À, quý Phật tử kia giống như mình phải nghiện khi mình đi đến thôi. Mà cái chỗ nào mình bước chân vô mà để mình nháo động tâm tư của mình, sao lãng tâm mình không giữ tâm được, thì mình thấy là mình đã tới cái mảnh đất nó không phải là hoàn toàn thanh tịnh. Quý vị biết nếu như quý vị có về Việt Nam thì quý vị ghé thăm thiền viện Thường Chiếu. Hiện tại sư ông Trúc Lâm là sư ông Thích Thanh Từ, hiện tại là còn ở đó, mà năm nay là sư ông đúng 100 tuổi. Về quý vị biết khi mà bước chân vô thôi, quý vị thấy cái mảnh đất mà nó linh thiêng, mà phải nói là cái đất nó an lạc mà từng cái bước chân của mình luôn. Quý vị bước vô thấy những cái chậu kiện, từng cái cây, từng cái lá thôi, mà quý thầy đi nhặt từng cái lá mà mấy chục mẫu, quý vị biết không có một miếng lá. Nó đẹp mà phải nói là nó thanh tịnh, nó là cái từ trường an lạc, nó làm cho mình phải nói là rất là cô không biết dùng ngôn từ nào mà diễn tả hết. Thì hôm nay 10 quá 15 phút rồi, Đức Phật tử có muốn nghe thêm chút nữa không?
nghe hả? Thì quý vị biết thì cô cũng rút ngắn lại. Chính vì vậy mà tất cả ngày hôm nay, tất cả các thiền viện của sư ông ra đời trong nước, ngoài nước, cho nên gọi là thiền viện. Mà thiền viện là sao? Để cho tất cả những hành giả tu thiền, ngồi thiền nhiều hơn tụng kinh. À, quý Phật tử, thấy không? Tụng kinh rất là ngắn, mà ngồi thiền lại rất là nhiều. Một ngày ở trong thiền viện, quý thầy ngồi ít nhất là phải 6 tiếng. Còn những người nhập thất riêng nữa là phải từ 8 tiếng cho tới 10 tiếng. Thì quý vị biết có những vị thầy mà người ta tu cao, có những vị thầy ngồi một tuần luôn không cần ăn cơm. Quý vị thấy cái sự an lạc, cái thiền mà người ta có niềm vui với thiền rồi, ta không cần ăn nữa, không cần phải nuôi dưỡng bằng cái thức ăn của bên ngoài nữa, mà bằng cái thức ăn của thiền vị. Nó rất là hay. Có những vị thầy nhập thất rồi, quý vị biết là để mâm cơm ở ngoài đây mà đến nỗi nó mất luôn, quý thầy vẫn bình thường sống ở đâu đó và rất là an lạc. Khi quý thầy xả thiền ra là có thể một tuần, có thể hai tuần, quý vị thấy không? Rất là phải nói là từ đó, chính vì vậy mà trong thiền viện, quý vị biết sư ông chỉ cho quý vị khi đến thiền viện thì chỉ ở đi vòng ngoài thôi, không được đi vào khu nội viện của chư tăng chư ni. À, quý Phật tử thấy đặc biệt là khác tất cả các chùa, các chỗ mà thiền viện tiếp khách, gia đình dù gia đình có lên thăm từ ở Mỹ về, ở xa về 15 phút, người thân của mình cũng không được tiếp lâu luôn. Xin dành hết tâm tư, dành hết cái thời gian để cho quý thầy quý cô tu tập. Là không cái người nào tiếp khách thì mới được tiếp khách, còn tất cả ở trong nội viện là học là tu, dành hết trong cái thời gian đó. Cho nên quý Phật tử về trong thiền viện, quý vị không có được vào trong khu nội viện. Mà nếu quý vị được vào trong khu nội viện là cái sự cho phép của sư ông. Tất cả những người có chức vụ trong đó người ta cho mình để mình tham quan một chút xíu thôi. Nhưng mà quý vị thấy là nhờ như vậy mà sư ông không cho đi đám luôn, quý Phật tử. Không cho đi đám tang luôn. Đến nỗi mà quý vị biết là ở trong thiền viện là dồn hết tâm tư để cho tu tập. Tại sao nói một lần một cái đám tang ít nhất cũng phải mấy ngày, lúc hấp hối nè, rồi lúc ra đi nè, rồi lúc làm đám nè, cho đến cúng thất là quý thầy quý cô phải dọn, phải tập trung vô một cái đám tang rất là nhiều, mất cái thời gian để cho mình tu tập. Cho nên chính vì vậy mà sư ông không hạn chế đám, không có cho đi đám nhiều. Chỉ Phật tử thâm tình tới tụng một thời đáp nhã, hãy quý vị tụng đó, một thời đáp nhã rồi chí tâm phát nguyện rồi đi về thôi, chứ không có tụng đám giống như bên chùa Tịnh Độ. Cho nên dùng hết tâm tư như vậy, cho nên các thầy trong thiền viện tu hành có tiến bộ rất là nhiều. Điển hình như Thượng Tòa, tấm hình Thượng Tòa là người mà đỡ đầu sư cô lúc cái ngôi chùa này. Quý vị biết là thầy cũng tu theo sư ông từ ở bên Việt Nam, và thầy là một cái người phải nói là rất là giỏi về đạo đức, rồi về nói chung về sự tu hành. Sư ông tin tưởng và sư ông đưa thầy qua trụ trì tại thiền viện Trúc Lâm Đài Đăng ở San Diego. Quý vị biết mới xây cái chánh điện, mới xây con đường đi lên, và cái thiền đường mà 11 triệu mấy trăm đô, mấy trăm ngàn đô á, là dự trù khoảng là 15 triệu đô. Thì quý vị biết là khi mà đang chuẩn bị công trình thì thầy viên tịch, mà khi thầy viên tịch thì quý vị biết là không có cho tụng kinh nhiều, mà chỉ ngồi thiền thôi. Vô các thầy các cô ngồi thiền tụng bát nhã thôi, là đưa để làm lễ ra tiền thầy đó. Quý vị khi mà làm lễ ra, thiêu thầy ra, xá lợi để lại, quý vị thấy một vị danh tăng không? Người còn trẻ mà tu hành
là được cái sự giáo dưỡng của sư ông. Cho nên là thầy tu rất là giỏi, có thời gian nhiều, cho nên là khi nào quý vị có thời gian, quý vị đi qua thiền viện Đại Đăng với thầy, quý vị thấy một cái nét đẹp của một cái thiền ở bên đất Mỹ, nó cũng rất là, phải nói là vĩ đại luôn, một cái công trình. Cho nên hôm nay thôi thì nhân cái ngày 14 tháng 4, quý vị cũng nhớ đến cái ngày rằm để trở về chùa bằng tất cả lòng thành kính của mình. Thì quý vị thấy khi ngày rằm tháng 4 hay là ngày 8 tháng 4, các chùa có một cái tôn tượng nhỏ để cho Phật tử tắm Phật. Mà hôm hai tuần trước sư cô đã làm lễ Phật đản rồi, cho nên hôm nay là chỉ nhớ lại thôi. Nhưng mà mong rằng quý Phật tử, đức Phật của mình là thanh tịnh rồi, không cần mình phải tắm. Nhưng mà khi mình múc cái gáo nước lên mình tắm Phật là mình phải quay lại, mình tắm ngay trong tâm của mình. Tâm mình còn tham, còn sân, còn si thì mình tắm sao mình gội cho nó tham nhiều hay ít là tự mình biết, đúng không? Tham tiền, tham danh, tham lợi, tham đủ thứ hết, tham xe hơi đẹp rồi. Nói chung là mỗi người có cách tham khác nhau. Mỗi người nếu mà mình biết đủ thì mình dừng lại ngay chỗ đó là mình đã biết tu. Còn khi mình nổi gặp chuyện thì mình cũng sân, nhưng mình biết dừng lại. Không có người nào mà không sân đâu. Quý vị nghĩ là mấy thầy mấy cô cũng biết giận vậy, nhưng mà khi giận rồi người ta phải bỏ liền. Còn nếu như người đời mà người giận á, là người ta phải ôm biết bao nhiêu năm, có khi là xuống lỗ người ta cũng còn giận nữa, đúng không? Nhưng mà khi mình biết tu, mình tắm Phật là mình tắm cái sân của mình, để mỗi ngày hôm nay mình đi chùa nè, mình sân, mình đáng sân, mình biết là đáng sân, thế mình giật dây xuống, mình biết cái tự nhiên mình tỉnh lại. Và cái si mê của mình cũng vậy, là có những người si mê, quý vị ai cũng có si mê hết, là si mê có nghĩa là không có sáng suốt hết. Cho nên là có những lúc mình cũng còn những cái tật xấu ở trong lòng mình, bởi vì mình tới mình tắm Phật, không phải Phật là cần mình tắm Phật mới sạch, mà Phật đã thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Còn chúng ta tới tắm Phật để chúng ta nhìn được kim thân của đức Phật, để con quay lại con trống, con tắm gọi thân khẩu ý của con, để mỗi ngày con làm sáng lại ông Phật ở trong tâm của con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị có hỏi gì không? Nếu mà không hỏi thì con mời quý vị xuống để dùng đồ chay hôm nay nhân ngày rằm ha. Mô Phật. Dạ. Sư cô cũng hôm nay có gia đình của chú Hùng và cô sư chắc Phật tử ở đây không ai biết. Đây là hai vị mà ân nhân của chùa. Quý vị biết là chú Hùng này là cháu của cô Trang, gia đình của Giàu á. Là hai vị này lúc ban đầu sư cô mua cái ngôi thiền viện này là gia đình của cô Trang, và trong đó có chú Hùng nữa. Và tất cả mọi người gom lại cho cô mượn mỗi người 20 ngàn, trong đó 5 gia đình. Thì đây là hai vị này nè, cái ngôi thiền viện của mình. Lúc đó cô đi ra cô không có đồng bạc đâu quý vị, mà phải nói không biết mượn tiền ở đâu, mà Phật tử thấy cô không có gì mà cho cũng dám cho cô mượn luôn. Đó là hai vị này. Thật sự một ngày hôm nay là chú Hùng với cô Sương đến đây, cũng như quý Phật tử, sư cô rất là cảm ơn. Ngày hôm nay thiền viện Trúc Lâm Phong Đăng mà chú Hùng bước tới đây là 7 năm về trước, thiền viện mình cũng được 7 tuổi rồi đó. Là chú bước chân vô đây thì chỉ có 4 nhất tự thôi, mà cái công lao của, phải nói là cô không biết dùng cái sự mà nhiệm màu của Phật Pháp, cô không có tưởng tượng được. Khi mà bước chân vô đây cô nghĩ nó còn tệ hơn cái nhà quan của Việt Nam nữa. Cái cửa thì cột dây lại đóng bằng cái ván, còn tất cả quý vị vô không có tưởng tượng được, không có cái chén để ăn, không có cái nồi để nấu, không có ghế để ngồi, mà không có một cái gì hết. Mà lần đầu tiên lấy chìa khóa là sư cô đi vô trong đây, sư cô ngủ luôn rồi. Cô Trang cô đem cái giường xuống, cái giường mà
có cái lò xo đó, mà cái giường hay giường mới nữa, cổ đem cái giường cũ ngủ nữa, đem cái rất cái bực xúc cái gì đó quý vị đây, đến nỗi mà rất là phải nói là một cái quá trình mà cái thiền viện Đức Lâm Tâm Đăng ngày hôm nay là cũng rất là ghi ơn rất là nhiều của gia đình Phật tử trong đây, có quý vị này ở trong đây, cũng có các vị Bồ Tát hội trong đây này, cũng gia hộ cho sư cô rất là nhiều người có công, người có của, chứ không phải riêng gì gia đình của chú Hùng hết, nhưng mà hai vị đó là chung với gia đình của cô Trang đã khởi xướng, là nhờ như vậy mà cô mới dám mua được cái chùa này, rồi có ngày hôm nay với Phật tử mấy người có công, người có của góp vô. Một lần nữa cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho gia đình của Phật tử luôn luôn được sống vui sống khỏe, rồi kính chúc gia đình của chú Hùng với cô Trang của sư luôn luôn khỏe mạnh nha. Dạ Phật. Yeah.